xin mến chào cô bác anh chị và các bạn thân mến ngày hôm nay thì ở một video tiếp theo thái võ xin được kể cho cô bác anh chị chúng ta có thể được nghe một cái câu chuyện này về một cái gia đình có hai mẹ con và cái người mẹ này là quý vị là một cái người mẹ đơn thân nuôi một cái đứa con trai còn nhỏ và hai mẹ con sau đó thì đã đi vượt biên để mà sang được nước mỹ thì trong một cái khoảng thời gian nói chung là nó cũng khá là lâu dài thì sau khi mà cái đứa con trai này lớn lên và lập gia đình riêng của mình thì bắt đầu nó có những cái sóng gió bắt đầu nó ồ ạt nó xảy ra giữa cái người mẹ chồng và cái người nàng dâu. Thì sau đây để mà biết cái câu chuyện này nó như thế nào thì sau đây Thái Bảo mời cô bác anh chị chúng ta có thể cùng lắng nghe. Và nếu như mà cô bác anh chị nào mà chúng ta cảm thấy những cái câu chuyện này nó hợp lý, hợp tình và nó có giá trị cho đời sống của chúng ta thì quý vị có thể ấn cái nút like cũng như là quý vị có thể bấm subscribe đăng ký kênh để mà quý vị có thể nhận thêm những video kế tiếp nha quý vị. Thì thưa quý vị, cái người mẹ này là một cái người mẹ thì đã coi như là mất chồng rồi. Người chồng đã mất. Hai mẹ con đùm tấm sống với nhau. Mình nói trong cái câu chuyện này thì cái người mẹ này nè, mang thai được 3 tháng thì cái người chồng đã mất. Từ khi mà sanh ra cái anh này ở cùng với mẹ, thì ảnh sớm tối là ảnh thấy mẹ của ảnh làm lụng vất vả quá đi để mà nuôi ảnh tại vì là cái vai trò của cái người mẹ này nè vừa làm mẹ mà vừa phải đóng cái vai trò làm cha luôn thì ảnh cảm thấy là ảnh yêu thương mẹ của mình rất là nhiều bởi vì là hai mẹ con thì cũng sống chung với nhau với bà ngoại nữa cũng có sống chung với bà ngoại một thời gian khi mà còn ở việt nam nhưng mà cái gia đình của bà ngoại này thì nói chung ông ngoại và bà ngoại thì rất là khó khăn khổ sở cũng như là không phải cái dạng khá giả gì, cho nên là bà ngoại vừa phải chăm sóc cho ông ngoại cũng lớn tuổi rồi. Nào là phải trông chừng cái anh này, trông chừng cháu ngoại của mình để mà cho mẹ của ảnh có thể chạy đi kiếm tiền, kiếm tiền để mà nuôi cho cả nhà. Thì cái anh này thì lúc này thì thưa quý vị thì ảnh cũng đã 7 tuổi rồi. Quý vị biết là mẹ của ảnh bắt đầu gom góp tất cả những cái vốn liếng nè những cái gì mà cái thời gian qua, trong cái thời gian qua, các cô này làm lụng vất vả mới có được. Thì gom hết tất cả những cái số tiền mà đang có. Cộng thêm một cái việc nữa là đi vay mượn từ một số người thân trong gia đình. vay mỗi người một chút, mượn người một chút đỉnh. Như vậy rồi bắt đầu là cô này mới ôm cái đứa con. Hai mẹ con bắt đầu đùm tấm nhau đi vượt biên sang Mỹ. Thì nói tới hai cái chữ vượt biên, thì ở đây thì chắc là thấy bỏ nói thật là có rất là nhiều cô bác anh chị chúng ta sẽ nhớ về cái quá khứ ngày xưa của mình. Tại vì là đâu đó là sẽ có rất là nhiều cô chú bác anh chị chúng ta, những người mà mình đã từng đi vượt biên sang Mỹ. Thì cái câu chuyện ở đây là hai mẹ con đùm túm nhau đi vượt biên qua đó. May mắn là nhờ trời thương cho nên là hai mẹ con đi một lần là chót lọt luôn. Và cái ý nghĩa của cái việc chót lọt ở đây có nghĩa là hai mẹ con đùm túm nhau lên một cái ghe rồi đi từ một cái ghe nó qua một cái tàu rồi bắt đầu từ cái tàu đó mới đi vượt biên sang một cái đảo. Sau đó thì chiếc tàu đó mới đưa hai mẹ con đến một cái hòn đảo thì trên cái chuyến tàu đó đó quý vị có rất là đông những người mà cùng đi vượt biên luôn thì bắt đầu là cái tàu nó cập bến vào một cái hòn đảo thì hai mẹ con này mới bắt đầu liên lạc với những người bà con mà bên cha của ảnh đó bên nội đó quý vị thì được những cô bác những ông bà những cái người thân mà bên nội của ảnh đó mới bảo lãnh cho hai mẹ con được ở mỹ thì khi mà hai mẹ con qua tới mỹ thì mẹ của ảnh phải làm rất là nhiều những cái công việc tay chân Nói chung là rất là khổ cực vì là không có học hành cũng như là khi mà đi qua cái xứ lạ quê người thì mình không có quen biết ai hết. Chỉ có quen một chút đỉnh những người thân ở bên chồng thôi. Thành ra là chủ yếu là cũng phải dựa vào cái bản thân của mình, tự chịu khó mà đi lên, phải đi làm những cái công việc tay chân chẳng hạn như là phụ bếp nè, ở trong mấy cái nhà hàng, đi rửa chén rồi đi lau dọn vệ sinh toilet này kia. Thì ở đây thì cô ấy mới xin vào một cái nhà hàng của cô chú Út của ảnh thì sau khi mà phụ bếp được một cái thời gian thì cái người mẹ này mới kiếm được một cái việc nhàn nhã hơn cho nên là lúc đó thì mẹ của ảnh cũng quen biết cái đường xá ở bên mỹ rồi được một chút đỉnh rồi cho nên là cũng xin cô chú của ảnh là cho nghỉ không làm việc nữa thi thoảng thì cô ấy sẽ đến đó để mà làm trong những cái ngày cuối tuần và lúc này thì cô này mới sinh vào làm trong một cái hãng hãng xưởng thì khi mà vô làm ở cái hãng xưởng đó rồi Thì người ta không có cần đòi hỏi mình về cái trình độ học vấn cao gì hết Người ta chỉ cần mình chịu khó, cần cù và siêng năng là được Cộng với một cái việc nữa mà khi mà cái cô này đi vào trong cái hãng đó để làm Thì sẽ được mua bảo hiểm Cho nên đây là một cái việc làm rất là tốt cho hai mẹ con của ảnh Vì vậy mà mẹ của ảnh cũng rất là vui và yên tâm Thì thưa quý vị, tính của mẹ của anh ấy thì rất là cẩn thận luôn Và cần cù nè có cái trách nhiệm trong công việc và cũng đã được cấp trên rất là yêu thương và quý trọng và đồng nghiệp thì cũng thương mến còn về cái anh này thì nói chung là ảnh cần phải có ba hoặc là có mẹ để mà đưa đi học rồi đi đón để về về nhà cho nên là mẹ của ảnh phải tiếp tục ở lại trong nhà cô của anh ấy mỗi ngày đi làm về thì bà ấy phải nấu ăn dọn dẹp nhà cửa cho cô chú út của anh ấy nói chung là gia đình thì nó đông đủ như vậy thôi thì nó cũng vui nhưng mà mẹ của ảnh lại là cái người mà cực khổ nhất cho đến khi mà ảnh lớn hơn được một chút thì ảnh mới bắt đầu là vừa đi học vừa đi làm xin đi làm để mà phụ mẹ ảnh trang trải cho cái cuộc sống bắt đầu là lúc này thì ảnh mới xin ra ngoài để mà đi làm một cái công việc đó là cái công việc xếp đồ cho một cái siêu thị đó quý vị thì sau khi mà ảnh tìm được cái công việc đó rồi thì ảnh đi làm thì mới quyết định là thôi bây giờ thì thôi hai mẹ con mình bây giờ dọn ra riêng để mà ở bởi vì mình ở riêng thì nó cũng thoải mái hơn chứ mà mình ở chung nhà với cô chú thì cũng quá lâu rồi thì cái lúc này thì ảnh cũng đã lớn nha quý vị thì cũng đã đủ lông đủ cánh rồi anh cũng nghĩ trong bụng là ảnh rất là muốn như là bao người bạn bè của ảnh ảnh được dọn ra ngoài để mà tách biệt ở riêng một mình để mà sống cho nó thoải mái hơn nhưng mà do là ảnh nghĩ trong bụng của ảnh một phần nữa là do ảnh quá thương mẹ của ảnh anh đã chứng kiến cả một cái quá trình mẹ mình cực khổ để mà nuôi mình khôn lớn cho đến ngày hôm nay nên là ảnh không thể nào mà bỏ mẹ ảnh một mình coi cút được nên là ảnh tự chối buộc bản thân với cái ý nghĩ là phải sống ở gần bên mẹ để mà chăm lo cho mẹ tuy nhiên thì cái sự hiếu thảo con cái nó có hiếu với mình thì mình phải tán tụng cái sự hiếu thảo đó mình phải tuyên dương đúng không quý vị nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là cái tâm lý của cái anh này hai chiều Thật ra là trong tận sâu đáy lòng của anh ấy là anh rất là muốn bung ra khỏi cái người mẹ đó. Tức là anh tách ra một mình, anh tự lập. Nhưng mà cái mặt khác là anh lại mang cái sự gọi là mắc nợ mẹ của anh. Cho nên là anh muốn là anh phải dằn lòng lại. Thôi, mình hãy gạt bỏ cái ham muốn cá nhân đó để mà mình ở bên cạnh mẹ mình. Mình lo cho mẹ. Rồi cho đến khi mà bắt đầu anh ấy đi học xong. Rồi anh ra trường. Anh đi xin vào làm một, một cái công việc nó tử tế, nó đàng hoàng hơn. Lúc này thì mẹ ảnh mới bắt đầu chọn vợ nha quý vị chọn vợ cho ảnh đi tìm vợ cho ảnh thì thưa quý vị thì cái người này cái cô gái này là do chính bà ấy chọn luôn cái người con gái này là con của một cái bà bạn làm chung trong một cái hãng xưởng với cái người mẹ đó với cái mẹ của cái anh trai này thì cái cô con gái của bà này thì đang theo học một cái ngành dược sĩ cô gái này thì cái tính tình thì rất là hiền hậu nè đầm thắm và nết na cho đến khi mà cái buổi mà hai người hai bên gặp mặt nhau thì sau khi mà về nhà thì cái anh này cũng đã đồng ý với mẹ ảnh là ảnh sẽ cưới cái cô này làm vợ. Một phần là ảnh muốn cưới cái cô này để mà thuận theo cái ý của mẹ mình, một phần thứ hai nữa là ảnh cũng cảm mến cái cô này ngay từ cái lần gặp mặt đầu tiên, từ cái ánh nhìn đầu tiên. Thế là cái đám cưới xong thì hai vợ chồng bắt đầu ở cùng với bà mẹ, tức là ở bên nhà chồng và về đó làm dâu. Thì bắt đầu cái người mẹ Lúc này thì cái người mẹ góp ý là sao cho con dâu của bà về cái chuyện ăn uống phải đúng giờ, đúng thời khóa biểu, ăn cho nó đúng giờ, đúng giấc, ăn cái gì cho nó tốt sức khỏe, ăn cái gì nó không tốt, để ăn cái gì để cho nó dễ có bầu. Nói chung là bà ấy soi mối cặn kẽ từng ly từng tí, xong rồi bắt đầu là bà ấy để ý tới cái giờ ngủ của con dâu, ngủ trễ một chút là bà cũng nhắc nhở, mà ngủ nhiều một chút là bà cũng nói, Nói chung là đại khái là con dâu của bà đi làm về mệt, ngủ lố một chút là bà cũng nhằn. Đại khái là bà nói bà lo như vậy thôi, chứ thật ra cái chuyện này nó là đang áp đặt cho khó dễ cho con dâu của mình. Ngoài ra thì cái việc mua mỹ phẩm thì bà cũng can thiệp luôn. Thì con dâu của mình mua cái mỹ phẩm gì thì bà cũng can thiệp vào, mua cái mỹ phẩm nào thì nó tốt, mua cái loại nào thì nó không tốt. Và với cái chuyện quần áo thì bà cũng can thiệp vào mà cái quần áo nào không có được mặc cái quần áo nào rồi mặc cái đồ nào nó không được hở hang quá nói chung là mặc đồ sao mà sao cho mà vừa ý với cái ý kiến của bà bà góp ý cho con dâu của bà nhiều quá thành ra là con dâu của bà cảm thấy rất là nặng nề khi mà ở chung với một cái người mẹ chồng như vậy và mặc dù là cái người mẹ chồng của mình cũng có một cái đôi chút áp đặt và khó khăn với mình tuy nhiên thì cái đứa con dâu cũng cố gắng chịu đựng tại vì cái cô này thì ban đầu thì cổ hiền mà xuất phát ban đầu là cô này là hiền lành, trình độ thì cũng là dược sĩ. Thời gian đầu thì cô cũng cố gắng chịu đựng cái bà mẹ chồng như vậy, cho đến cái thời điểm mà cô có bầu. Lúc này cô bắt đầu có bầu, cái đứa con đầu lòng, thì cái bà mẹ lại càng lăn xăng lên. Tại vì bà ấy chỉ có một cái thằng con trai duy nhất, đây là cái người cháu nội đầu tiên duy nhất, bà phải sót chứ. Thì nói chung thì mình cũng hiểu và đồng cảm cho cái người mẹ này. Tuy nhiên thì ban đầu bà ấy đã khó khăn với con dâu nhiều quá rồi bây giờ cộng thêm cái đứa con dâu này có cái đứa cháu nội đầu tiên cho bà ấy nữa cho nên là đâm ra càng ngày thì bà ấy lại càng soi mối cái đứa con dâu kỹ hơn nữa bắt đầu là bà ấy góp ý con dâu về cái việc ăn uống sao cho cái chế độ thai kỳ nào cho nó đúng rồi ăn sao để cho nó không bị táo bón này kia nói chung là cái người mẹ này can thiệp rất là nhiều vào cái chuyện ăn uống sanh đẻ của con cái nói chung là miễn sao mà mình ăn sao mà cho mình đẻ con ra nó sạch sẽ rồi con cái nó mướt mát là được rồi nói chung là đại khái là cái người mẹ này rất là kỹ kỹ theo những cái kiểu mà của những ông bà già xưa đó quý vị nói chung thì thật sự là ông bà già xưa của mình có nhiều cái rất là đúng nha nhưng mà nếu mà mình sống ở phương tây khi mà mình đã định cư ở phương tây rồi mà mình áp đặt con cái của mình theo cái kiểu đó thì thật sự là nó rất là khó bởi vì là mình sống theo cái xã hội mỹ mà người ta thì ở cái xã hội mỹ thì tự do nè con người qua đó thì cũng phải sống theo cái nhịp sống tại đó chứ mà mình sống theo cái kiểu mà nó bị gàn buộc như vậy thì thật ra là cái kiểu này nó cổ hủ quá ở bên phương tây thì thật sự ra thì nó không có đúng thì bắt đầu là quay về cái câu chuyện của cái người mẹ chồng này bắt đầu là cái người mẹ đó thương cái người con trai của bà ấy quá và bà ấy cũng thương cái đứa cháu nội đầu tiên của bà ấy quá cộng với việc là bà ấy cũng thương cái đứa con dâu nữa nói chung là cũng xuất phát từ cái điểm là bà thương cái cô con dâu của mình nhưng mà từ cái thương đó thương thái quá đâm ra là bà ấy áp đặt cái việc là cô con dâu là phải làm cái này làm cái kia cho nó đúng với cái thủ tục của ông bà già xưa thì cái cô con dâu này thì nói chung là cô ấy là sống ở bên phương tây mà quý vị từ nhỏ mà cho nên là cô ấy không quen sống trong cái cảnh mà bị soi mối các kiểu giống như là cái gì cũng phải cặn kẽ từ ly từ tí như vậy thành ra thì càng ngày thì nó càng ức chế giống như là cái cô con dâu này thì cô ấy hiền quá và chính vì cái hiền đó rồi cô ấy cứ nhẫn nhịn nhịn từng ngày từng ngày từng bữa và cô ấy để trong bụng lâu ngày thì nó bắt đầu nó tích tụ lại rồi đến một cái ngày nào đó thì cũng phải bung xỏa ra quý vị thì bắt đầu là cô ấy mới nói lại với cái người mẹ đó vài câu thôi tại vì cái chuyện nó như vậy đây đáng lý là con không có nói ra nhưng mà con thấy là đôi khi mẹ có nhiều cái ngang ngược tự nhiên là con đang ăn cháo ngày hôm đó thấy mẹ trong người con muốn ăn cháo mà lúc đó là con đang có bầu mà mẹ không cho này kia bà ấy mới nói là ăn cháo á mai mốt sinh xong á cái đứa bé nó đầy cám hết quý vị cô bác anh chị mình à nghe cái chuyện này thì mình thấy có đúng hay không ạ à? thì quý vị có thể cho một cái lời góp ý bình luận nha quý vị. Tại vì cái chuyện mà ăn cháo, có bầu ăn cháo, rồi sanh con ra đầy cám thì cái này Thái Bỏ cũng không biết đâu. Tại vì đàn ông mà, sao biết được mấy chuyện đó. Thì bắt đầu quay về cái câu chuyện mẹ chồng nàng dâu. Bắt đầu là cái cô con dâu này thấy cái người mẹ chồng của mình can thiệp quá sâu vào cái đời sống của mình. Cho nên là có nhiều cái vô lý. Cô con dâu bắt đầu từ cái người ngoan ngoãn, chuyển sang bắt đầu là đối đáp, trả lời lại với cái người mẹ chồng từ đó luôn. Và từ đó thì cái mâu thuẫn giữa cái người mẹ chồng nàng dâu bắt đầu xung đột mà nặng nề hơn. Bà này mới nghĩ là cái con nhỏ này nè, nó về nó làm dâu cái nhà này nè, nó sướng muốn chết. Thương nó, lo cho nó mà nó không biết hưởng. Có mấy ai làm dâu mà được mẹ chồng thương và cưng chiều hết mực như vậy đâu. Cái gì đẹp nhất, tốt nhất thì cũng đều được cái người mẹ chồng mà lo cho nó. Vậy mà nó biết không biết hưởng. Và lúc này thì cái người con trai, cái người con trai này đứng ở cửa giữa thì một bên là vợ nè một bên là mẹ thì ảnh mới bấm bụng ảnh lên tiếng tại vì vợ của ảnh thì đang có bầu mà anh cũng muốn lên tiếng cho vợ của ảnh được thoải mái cái tinh thần để mà không ảnh hưởng đến thai nhi thì ảnh mới nói với mẹ của ảnh là mẹ góp ý thì không có sai nhưng mà nếu như mà mẹ bớt một chút bớt một chút cái sự cưng chiều theo như cái cách mà mẹ đã suy nghĩ thì vợ con nó cũng được tự do cá nhân riêng tư một chút mà mẹ cũng có thể sung sướng về cái 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 tinh thần hơn bắt đầu là lúc này là bắt đầu là trong gia đình là có một cái sự rạn nứt bất hòa từ đó nha quý vị thì cái người mẹ nè mới suy nghĩ là cái đứa con của mình bao nhiêu năm qua mình khổ cực mình lo cho nó mình hy sinh cho nó mình vừa đóng cái vai trò làm mẹ mà mình kiêm luôn cái vai trò làm cha nuôi nó cho tới bây giờ cho đến khi nó có gia đình rồi thì bây giờ nó bên vực con dâu nó bên vực vợ của nó nó bỏ mình thế là từ đó là bà ấy càng ngày bà ấy càng đâm ra, ban đầu là thương con dâu, bây giờ thành ra là ghét con dâu. Xong rồi bà ấy còn giận cái thằng con trai của mình vì nó đối xử với mình như vậy. Nói chung là lúc này thì cái gia đình bắt đầu là bắt hòa rồi đó quý vị. Cho nên là cái không khí trong gia đình thì ngày càng ngày nó cũng càng nặng nề hơn. Và khi mà quý vị mình nghe tới đây thì mình cũng đã biết được cái kết cục và cái diễn biến nó như thế nào. Khi mà cái người con trai không thể chịu đựng được cái cảnh này trong gia đình. Vợ mình thì đang có bầu mà ở chung với mẹ chồng rồi hai bên không có vui vẻ gì hết tinh thần không có thoải mái rồi nó sẽ ảnh hưởng tới cái thai nhi cuối cùng là cái người con trai này mới quyết định là thôi bây giờ thì dù sao là ngày xưa lúc mà anh chưa có vợ anh đã từng có cái suy nghĩ là muốn tách ra ở riêng một mình rồi nhưng mà lúc đó là vì là anh suy nghĩ anh thấy cả cuộc đời của mẹ anh khổ quá hy sinh cho anh quá thương anh quá nuôi anh khôn lớn cho đến ngày hôm nay, đùm bọc anh cho đến ngày hôm nay. Lúc đó thì anh sợ mẹ sống một mình coi cút, cho nên là anh muốn ở lại với mẹ, bấm bụng ở lại cùng với mẹ. Nhưng mà bây giờ thì ở chung, mẹ và em ở chung với nhau nó phát sinh nhiều cái vấn đề quá. Cho nên là thôi, cuối cùng là bây giờ anh chọn con đường là hai vợ chồng mình sẽ ra ngoài và thuê nhà, thuê một cái căn nhà khác ở riêng. Và cái căn nhà đó thì thưa quý vị thì cũng ở gần với cái nhà mà của cái người mẹ để mà cho anh ấy có thể tiện đi qua lại chăm sóc mẹ. Nói chung là bây giờ chỉ có cái cách đó thôi thì mới thuận bờm xuôi gió, có phải vậy không ạ? À? Thì đó cũng là một cái cách mà có thể trả tròn cái chữ hiếu. Mình cũng muốn giữ cái chữ hiếu mà mình cũng làm cho vẹn cái chữ tình. Cho nên là cái căn nhà mà ở gần cái người mẹ đó tách ra vợ một bên, mẹ một bên, như vậy thì nó cũng sẽ đỡ hơn một phần nào. Rồi cái mâu thuẫn gia đình thì từ đó thì nó cũng đỡ đi thì nhìn chung thì ngày hôm nay đó là một cái câu chuyện mà thái võ xin được chia sẻ cho cô bác anh chị chúng ta có thể được nghe và biết những ai mà chúng ta có cái hoàn cảnh gần như là giống như vậy thì mình nên nhìn lại một chút mình nên thả lỏng ra một chút hoặc là mình cũng có thể cởi mở hơn một chút đối với con cái của mình bởi vì là nhiều khi mà mình khó khăn quá thì thật ra thì đồng nghĩa với việc là mình đang tự làm khổ bản thân của mình thôi thật ra thì mình nuôi một đứa con mình lo cho một cái đứa con mình cũng rất là mệt mỏi rồi vì cái đầu óc của mình suốt ngày chỉ là suy nghĩ về cái đứa con đó thôi suy nghĩ nó cho nó cái này cái kia cho nó một cái gì đó tốt nhất nhưng mà ngược lại thì mình đang tự làm mệt mỏi bản thân của mình hơn vì con cái mỗi một ngày nó lớn lên chắc chắn là nó sẽ tự biết và nó sẽ tự định hướng cho cái quyết định của tương lai tự suy nghĩ cho cái chuyện mà trong đời sống của nó nó phải làm như thế nào thì nó sẽ tự biết và nếu như chẳng may mà nó có làm sai thì nó cũng biết mà nó sửa chữa Nói chung là khi mà chúng ta đã sống ở một cái xứ sở phương Tây thì mình cũng nên cho con cái của mình hòa nhập vào cái cộng đồng đó. Mình đừng tự đưa những cái văn hóa của Việt Nam vào để mà con cái nó thấy cái, cái sự đó là một cái sự ràng buộc. Thì Thái Võ chỉ có một số cái lời góp ý như vậy thôi. Nếu quý vị cảm thấy video này là hữu ích, quý vị có thể ủng hộ cho Thái Võ một like cũng như là một lượt subscribe đăng ký kênh. Cần thiết thì quý vị có thể share cái bài chia sẻ này, chia sẻ cho nhiều người có thể được biết và được nghe đến nha quý vị. Cuối cùng, Thái Võ xin cảm ơn và cảm tạ tất cả quý vị đã luôn quan tâm, yêu mến, ủng hộ và lắng nghe hết thông tin. Thái Võ xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả cô bác anh chị chúng ta ở những thông tin kế tiếp.